Hey yo, anh em. Xin chào anh em quay trở lại với kênh Inu chơi game dạo của mình nha. Thì hôm nay mình mang đến cho anh em một cái clip rất là hay ho và hài hước đây. Đã chơi chứ không có hài hước nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà đi lên chỗ mà cái đầu của con rắn á mọi người ạ. Thì cái địa điểm đó thì chúng ta sẽ câu được rất là nhiều cá và chúng ta cài tiền rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho và chia sẻ đến mọi người là cái chỗ này nha. Thì một số bạn lên được, một số bạn không lên được. Tại nó cũng hơi khó khó đó mọi người. Tôi lên thì cũng 2-3 lần mới lên được tới cái đầu của con rắn. Thì clip này thì mình chủ yếu là mình chia sẻ cho mọi người cái địa điểm câu cá và cái cách mà chọn cần câu để câu cá bên cái địa điểm này nha. Thì bước vào clip thì mọi người hãy nhấn like, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông cập nhật các clip mới của mình. Thì mình sẽ chia sẻ hết toàn bộ kinh nghiệm nào mà mình sẽ biết đến cho mọi người nha. Thì chúng ta cứ nhảy từ từ thôi mọi người. Ngay chỗ này hình như bị lỗi đấy. Nó lỗi rõ ràng anh em. Nó lỗi mà không đường nào nói được. Thì để tôi tua nhanh cái đoạn này nha anh em. Thì cuối cùng tôi nhanh nó cũng đã thành công rồi anh em. Khi mà không quay thì lúc nào nó cũng easy game, nó nhảy qua một ca phát là lên luôn. Thì cái khúc mà mọi người đi xuống cái chỗ này á thì mọi người đi chậm chậm thôi nhé mọi người ơi. Mọi người đừng đi nhanh quá. Đấy, mọi người cứ đi rồi mọi người cái kéo kéo, nếu mà mọi người đi nhanh quá là trượt xuống tới dưới kia luôn đó mọi người ạ. Thì cái này thì mọi người có thể cài tiền ngay chân cái chỗ đây á, mọi người có thể cài tiền 100k một ngày là chuyện bình thường nha. Nhưng mà có làm mới có ăn nhé mọi người, đừng đừng có kiểu mà cài mà 1-2 tiếng mà kêu mà có 100k thì có ăn mức ăn bùi nhồi á mọi người á. Câu thì mình câu nguyên ngày thì được. Thì cái địa điểm này thì mình chủ yếu là mình câu cần câu gỗ nha mọi người. Mình thấy cái điểm này mình câu cần câu gỗ nó sẽ lời hơn rất là nhiều. Thì mọi người cứ để ý đi, cái cần câu gỗ đây nó cũng khá là hữu ích và hữu dụng đó mọi người ạ. Có thể câu được những cái bóng cá 4, cá 5. Ủa, bậy, trong đây nó không có bóng cá 5. Có bóng cá 5 mà hiếm lắm. Thì bóng cá 4 là chuyện bình thường. Bóng cá 4 quẩy đuôi nhanh là chuyện bình thường. Có cái cần câu gỗ này có thể đáp ứng được là, thì lâu lâu cũng xui xui cái 1-2 cái thì cũng đứt dây thôi. Thì chuyện này chuyện bình thường. Cần câu 15k tiền nó còn đứt mình chứ đừng nói cần câu gỗ mọi người ạ. Thì cái địa điểm này thì mọi người nên câu cái cần câu gỗ thì nó sẽ lời tiền nhiều hơn nhé mọi người. Thì mọi người cùng theo chân tôi câu coi hôm nay chúng ta được bao nhiêu con cá và được cái gì nha. Đây là một cái bóng cá 3 đây mọi người ạ. Đấy, để coi con này. Mình nghĩ là nó là cá chép nhưng mà cái điểm mà mọi người đứng ngay đây á, thì nó ít ra cá chép hơn nha. Cái điểm này mình thấy là nó cực kỳ ít ra cá chép luôn đó mọi người. Đấy, vừa nói ra con cá chép từ cái miệng của Linh thôi thật. Thối thối thần luôn á mọi người ạ. Tin nó đi, cái miệng của Linh lắm. Thì mọi người hãy đi lên đây, hoặc là bạn nào mà chưa lên được thì mọi người có thể là kêu bạn bè mình á, bạn bè nào mà có thể nhảy lên đây được thì hãy đi lên đây đi. Rồi mình te le lên, nhưng mà te le thì cũng đi chậm chậm thôi nha mọi người ơi. Te le mà nhanh quá thì rớt xuống nước, mất công te le lại là chết luôn á. Thì mình cũng thường thường cài tiền, thì mình cài tiền ở đây và bên hometown thôi mọi người ạ. Mình thấy địa điểm đây với bên hometown là địa điểm rất là lý tưởng để cho các tất cả các bạn cài tiền. Nhưng mà mọi người nên nhớ là mình chủ yếu nếu mà mình cài tiền, nếu mà mình câu ở bên cam chứ mà bên hometown á mọi người, thì mọi người nên dùng cái cây cần câu gỗ thôi nha mọi người ơi. Thì cái tỷ lệ mà mình lời tiền nếu mà một tính ra một tiếng mọi người có thể cài đó là 4k, 10 tiếng thì nó sẽ 40 mấy k, và 20 tiếng là nó sẽ ra là 80 mấy k, 24 tiếng thì mọi người sẽ được 100 mấy k là chuyện rất là bình thường nha mọi người. Đấy, đấy là kinh nghiệm của tôi có thể chia sẻ đến cho mọi người nha. Thì mọi người hãy biết cái chỗ nào nữa thì hãy comment phía dưới để cho mình biết nha. Thì mọi người thường cài tiền ở đâu thì hãy comment dưới phía dưới cho mình biết. Đây là một cái bóng mà con cá rất là mini, nhưng mà ở đây bóng cá mini mình vẫn câu nha mọi người. Đấy, mình không bỏ cái bóng nào hết. Cũng được 16 tiền anh em ạ. Đây là một cái bóng ba tiếp tục đây. Để coi con cá này là con cá gì. Con số gì ra cờ ra mà con mấy. Lên đi em ơi. Ngại gì nữa mà không lên. Lên luôn. Thì cái chỗ này thì mình thấy được một cái mọi người, cá chép mọi người. Thì được một cái đó là mình riêng tư. Mình ít ai lên đây được, nên mình câu rất là thoải mái. Đấy. Thì mọi người nào biết thì chỗ nào nữa thì hãy comment phía dưới cho mình biết. Thì mọi người ủng hộ mình cái clip này thì mọi người hãy nhấn like, đăng ký kênh để cập nhật cái clip mới của mình nha. Cảm ơn anh em. Đây, lên anh em ơi. Đừng cầu mong là đừng có cách chép nha anh em. Đấy, mọi người thấy không? Cá rồng rất là ok nha mọi người. Địa điểm cài tiền rất là tốt luôn. Cá rồng là không đứt dây nha. Mấy con này 195 tiền cũng được dạng là VIP gold rồi đó mọi người. Nhưng mà cái con cá rồng đó tiếc một cái là nó chỉ là cái bóng 3 thôi mọi người, chứ nó không là bóng 4.
Phải, ở đây có bóng 4 thì mình nếu mà mình câu tới cuối luôn là mình có bóng 4 thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nó sẽ không đứt dây đâu, hiếm lắm. Cái địa điểm ở đây thì mình thấy câu cần câu gỗ là nó hiếm đứt dây cái bóng 4 lắm mọi người ạ. Nói thật cho mọi người luôn. Để cái địa điểm đây thì mình thấy bóng 4. Bóng 4 quẩy đuôi nhanh, mình vẫn câu lên bằng cái cần câu gỗ bình thường. Cái tỷ lệ lời nó rất là cao. Tại vì 15 lần mà mình sửa có 100 tiền à. Tính ra 150 lần mình sửa có 1k tiền à. Nó rất là lời. Mà khi mà một 1.500 lần, ủa 150 lần á, thì mình có thể làm ra rất là nhiều cá mọi người. Một con mà mình tính ra là 15 tiền á, mà làm mình thấy nó đã lời biết ra bao nhiêu rồi đó mọi người. Đấy. Thì mọi người đến đây thì mọi người nên kiên trì. Mình thấy ở đây là có cá dược là nhiều mọi người. Cá dược 8 mấy tiền, nhầm con cá 100 tiền luôn đấy mọi người. Đừng có đùa với những con cá dược. Những con cá dược nó rất là nhiều tiền mà nó lời nha mọi người. Đấy. Mình ở đây mình yêu cầu ra một con cá là tầm 40 mấy tiền nó đã là lời rồi mọi người. Chứ không cần nhiều đâu thật. Mình nói thật với mọi người là như vậy luôn. Thì ở đây tầm con tầm 4 mấy tiền là mình thấy là mình câu cần câu gỗ này từ đây tới chiều là mình thấy biết bao nhiêu tiền. Lại là cá vượt đấy không mọi người. Cứ 80 mấy tiền câu tới xíu là thấy là đại nhóc tiền rồi đó mọi người. Thì mình muốn chia sẻ đến mọi người là cái địa điểm ở đây. Cái địa điểm đây mình thấy rất là ok nên mình muốn chia sẻ đến mọi người. Thì trong clip có gì sai sót thì mọi người hãy nên bỏ qua cho giúp tôi nha. Thì nếu mà mọi người ý thích tôi thì ủng hộ cho tôi một đăng ký, một like và comment các ý tưởng của mọi người để tôi tiếp tục làm clip. Cảm ơn mọi người đã xem clip của tôi. Đấy, thì đó là lời chân thành tôi muốn nói với mọi người đấy. Ok, thì tiếp tục mình bình luận những cái con cá nào mà nó ở dưới đây thôi mọi người ạ. Đây là một cái bóng ba tiếp tục. Mình thấy đa số ở đây đó mọi người, nó toàn là bóng ba thôi. Nói thật chứ mọi người đấy, nó toàn là bóng ba. Đấy, lên đứt dây à, xui. Rất là xui. Đó là xui thì không tả được anh em. Đấy, chịu rồi. Và mình muốn nhắn nhủ đến một số anh em mà cũng muốn mà đi câu ốc tu luôn á. Thì các bạn gán ốc tu đi. Vài bữa nữa cái fanpage á, nó sẽ có tên mấy bạn trên đó. Thì chúc mừng các bạn luôn. Thì các bạn sẽ được nổi tiếng gì đó. Lại đứt dây anh em. Thì su nhỉ, nhưng không sao. Và mấy bạn nào mà auto câu cá thì đừng nên cái kiểu mà cách tua nhanh nha mọi người. Mình nói thật đấy, các bạn đừng nên tua nhanh. Các bạn mà tua nhanh là có nguy cơ là các bạn để lên cái fanpage của Play Together sớm lắm á, thật á. Mình cứ câu bình thường đi, nếu mà mình có auto á thì mình cứ câu bình thường đi, mình đừng có tua nhanh nha mọi người. Thì sơ sơ nãy giờ thì mình cũng câu được cũng khá là nhiều cá rồi đó mọi người. Cá chép, thấy gì chứ cá chép nó cũng hơn một số loại cá luôn á mọi người. Đây là một cái bóng 2 nha mọi người. Đấy, thấy gì chứ cá chép nó cũng hơn một số loại cá rất là nhiều. Nó cũng hai mấy tiền chứ nó đâu ít đâu mọi người. Lên nè mọi người, lên con gì đây. Lại là cá chép liên tục, hai con liên tục anh em. Chán chán muốn nói kìa. Cá chép nữa nè, anh em tin tôi đi. Nhất bắt ta ba lần mà. Thế ba con cá chép lần anh em. Lên nè, con cá gì kìa. Thôi nè nè, anh đào. Cá hồi anh đào, cái con cá đó thấy gì chứ giá tiền cũng bằng con cá chép thôi anh em. Đây, tiếp tục là một cái bóng 2. Mọi người hãy đón xem con này là con gì. Cá vượt, bóng 2 là cá vượt rất là nhiều. Thấy đa số bóng 2. Nhưng mà anh em trong đây anh em bóng 2, bóng 3 anh em đừng có bỏ nha. Anh em đừng câu mà bóng 4 không. Bóng nào anh em cũng câu cho tôi đi, trong đây nó rất là nhiều cá. Có rất là nhiều loại cá hiếm luôn. Nên anh em hãy bóng nào cũng câu. Mình đừng có ngại, bóng nào mình đừng có sợ mình dính cá chép anh em ạ. Đấy, mình đừng sợ dính cá chép. Ok, clip của mình tới đây kết thúc nha mọi người. Mọi người xem clip của mình mọi người thấy hay cho mình xin một like, một share và một subscribe. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sắp tới. Bye bye nha.
Thank you.